chúng ta thực hiện món bánh bích Noel nha các bạn. Món bánh này chỉ dành riêng cho dịp lễ Noel. Vật liệu gồm có 5 quả trứng gà, 175g bột mì, 175g đường cát trắng, 6 muỗng súp nước cam sành, 2 muỗng súp dầu ăn, 1 muỗng súp sữa tươi, 1 muỗng cà phê bột nổi. Đây là phần làm vỏ bánh. Phần làm kem gồm có như sau: 5 trứng gà, 400g bơ phe, 100g cacao đắng, 350g đường xay. Màu thực phẩm làm bánh. Vật liệu để bắt kem. Cách thực hiện bánh như sau: trứng gà cho vào trong tô hoặc bồn đánh trứng. Tiếp đó cho 6 muỗng súp nước cam sành. Cho trứng vào đánh cho thật nổi. Cho trứng vào trong máy. Đánh trứng lên cho đều và nổi cứng. Vào đánh đến khi nào trứng và đường nổi cứng. Trong khi bánh nổi cứng thì chúng ta cho bột nổi vào trong bột mì, trộn lên cho đều. Em thoa khuôn dầu ăn đi. Tiếp theo đó cho bột vào trong trứng. Bánh bông lan này chúng ta làm có cam, có sữa và có dầu thì bánh sẽ rất mềm và ăn rất là ngon. Chúng ta có để lâu bánh vẫn không bị khô. Sau khi chúng ta cho bột vào trong trứng, đánh lên cho đều, chúng ta cho sữa tươi. Dầu ăn vào trong bánh. Bây giờ chúng ta lấy bánh ra, cho bột vào trong khuôn để nướng bánh. Chúng ta phải vặn lò nóng để khoảng 5 phút rồi chúng ta cho khuôn bánh vào. Bây giờ chúng ta cho bánh vào nồi nướng nha các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm kem bơ nha các bạn. Đầu tiên các bạn lấy trứng, tách lấy lòng trắng để riêng và lòng đỏ để riêng. Phần lòng trắng chúng ta sẽ đánh làm kem. Sau khi lấy lòng trắng ra ngoài, chúng ta cho vào bồn để đánh. Trứng cho vào bồn, phải đánh thật là nổi cứng. Sau khi lòng trắng nổi cứng, chúng ta cho từ muỗng đường xay vào. Cho đường xay vào.
trước khi đánh, chúng ta phải đem ra ngoài để trước nửa giờ. Sau đó cho bơ vào trong bồn. Dầm bơ ra nát. Sau khi bơ đến mịn, chúng ta cho lòng trắng trứng vào đánh từ từ. Khi các bà muốn biết bánh đã chín hay chưa, chúng ta cứ bánh ra dùng cây tăm xong vào trong bánh. Thấy bột bánh đã khô là biết bánh đã chín. Chúng ta cho bánh đem ra ngoài. Bạn thấy bánh vàng đều, rất là ngon. Bánh lấy ra phải để cho thật là nguội, chúng ta mới bắt bơ lên được. Sau khi bơ và trứng đánh lên cho trộn đều, chúng ta đem ra ngoài để chuẩn bị trang hoàng bánh. Đầu tiên chúng ta pha cacao. Cho cacao vào đi. Cacao các bạn muốn giữ màu thì chúng ta phải cho dầu ăn vào trộn lên cho đều. Cho kem ra tô. Cho cacao vào trộn lên cho đều. Sau đó các bạn cho kem sô-cô-la này lên trên bánh. Các bạn phải nhớ chúng ta cắt hai đầu bánh, cắt xéo và lấy một phần để phía trên bánh. Chúng ta giả làm khúc cây. Sau đó chúng ta cho bơ vào chung quanh thân cây. Chung quanh hết thân cây, chỉ chừa hai cái đầu phía ngoài để chúng ta cho kem màu trắng lên và chúng ta chạy chỉ sợi màu nâu. Sau khi chúng ta tráng như thế này xong, chúng ta dùng cái nĩa các bạn cào như thế này. Các bạn thấy chúng ta đã có một khối khúc gỗ rất là đẹp. Giờ chúng ta lấy kem màu trắng, chúng ta tráng hai bên gốc cây và phần giữa. Em tráng. Sau đó chúng ta quậy kem để pha màu làm bông hồng. Nếu chúng ta muốn pha bông hồng màu vàng thì chúng ta cho màu vàng vào. Còn nếu chúng ta muốn làm bông màu hồng, chúng ta cho màu hồng vào. Sau khi tráng tráng hai đầu, chúng ta dùng giấy quấn lại. Ta cho kem màu nâu. Chạy cái đường vòng tròn phía trên cái bánh. Thank you.
ta cho kem bơ vào trong bao, cho vào bao ni lông khác. Sau đó chúng ta cho vào túi vải. Chúng ta cầm một cái dù, chúng ta bóp một miếng kem lên trên cái dù. Sau đó chúng ta xoay một vòng theo chiều kim đồng hồ để chúng ta làm cái đế. Sau đó chúng ta làm lên lần thứ hai. Chúng ta làm lên lần thứ ba. Các bạn thấy chúng ta có cái đế rất là vững. Sau đó chúng ta bắt đầu bắt cánh hoa. Cánh thứ nhất chúng ta kéo từ dưới lên trên cho nó cong. Cánh thứ hai và cánh thứ ba. Chúng ta bắt xen kẽ giữa hai cánh. Các bạn thấy chúng ta đã có một cái hoa hồng rất to và đẹp. Sau đó chúng ta dùng kéo cắt bông hồng và để nhẹ xuống bánh. Sau khi chúng ta đặt bông hồng vào trong khúc cây, chúng ta bắt bông hồng nằm. Sau đó dùng cái đuôi bông dâu để chúng ta bắt đường viền xung quanh. Sau khi chúng ta đi đường viền chung quanh, chúng ta bắt đầu bắt lá. Chúng ta bắt lá chung quanh cái hoa hồng nha các bạn.